Wow, nó rớt xuống các bạn ơi. Giờ tiếp tục nha. Vô bỏ luôn rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha. Wow, cái đầu này chạy thật là nhanh luôn các bạn. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy chiếc này đi. Mình sẽ lấy chiếc này nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều bò luôn nè các bạn. Bò đang ăn cỏ nè, các bạn thấy không? Wow, hôm nay mình đi ra đây kiếm đồ chơi nha các bạn. Ở đây có hai con bướm nè các bạn ơi. Wow, một con bướm đỏ và một con bướm đen kìa các bạn. Các bạn thấy không? Ba con luôn các bạn ơi. Ba con bướm thật là xinh xắn đang vui đùa nha các bạn. Nè các bạn xem nè. Wow, đẹp không các bạn ơi? Wow, bướm bay nha, chỉ còn hai con bướm này nè. Rất là đẹp luôn. Đó, ở đây là bò rất là nhiều. Wow, bò vô đây luôn rồi các bạn ơi. Đó, để mình đếm thử xem bao nhiêu con bò nha. 1, 2 con, 4 con, 5, 6, 7 con các bạn ơi, 7 con bò bò đang ăn cỏ nha. Wow, bây giờ mình ra đây mình kiếm đồ chơi nha các bạn. Một chú bò. Bò đi đâu đây? Mình thấy cái gì nè các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Mình đã thấy rồi các bạn. Là một chiếc xe container các bạn ơi. Nè, container nè, bên trong có thật là nhiều xe luôn các bạn ơi. Nè, để mình chỉ bên trong xem nè. Xe xúc nè, một chiếc xe múc và một chiếc xe xe nâng các bạn ơi. Ở trên là một xe trộn bê tông nè các bạn, xe trộn bê tông và một xe sao ta, một xe chữa cháy đúng không? Rất là đẹp luôn. Công này hiệu Bolit các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để cái xe đồ chơi ở đây và mình đi kiếm xe tiếp theo nha các bạn ơi. Đi thôi. Wow, bò quá trời luôn các bạn. Bò. Mình thấy cái gì nữa nữa các bạn ơi. Wow, lại một chiếc xe công Bolit các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy ở đây có một chiếc xe xúc nè các bạn, một chiếc xe ủi đất nè và một chiếc xe đục bê tông ở giữa. Còn chiếc xe này là xe cạp đất các bạn. Các bạn thấy xe công có thật đẹp không? Trên đây là có hai cái đèn của Bolit đó các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, rồi ok, bây giờ mình sẽ để ở đây nữa nha, để đây và mình đi kiếm đồ chơi nữa các nha các bạn. Hello bò nha, hello bò. Bò ở đây rất là nhiều luôn các bạn, bò đang ăn cỏ. Mình thấy gì nè các bạn ơi. Là một chiếc công các bạn. Tại sao lại có một cái chiếc xe múc nó bị ngã các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem một chiếc xe múc này nha. Hiệu Genkin Super và Genkin nè các bạn. Cái hiệu hiệu này là hiệu đua các bạn ơi, công mà cũng có hiệu đua nữa nè. Các bạn nhìn nó đẹp không? Wow, rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe nâng các bạn, chiếc xe nâng thật là đẹp luôn. Để mình xem, ở đây là một chiếc xe múc nè các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gom lại những chiếc hồi nãy lại và mình đi chơi nha các bạn. Rồi ok. Wow, các bạn ơi, ở đây có thật là nhiều xe luôn. Một chiếc công nè, hai chiếc công và ba chiếc công các bạn. Đây là một chiếc xe múc nha, mình sẽ giới thiệu từ chiếc xe cho các bạn xem nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe nâng nè. Thật là đẹp luôn. Đây là một chiếc công đua nha các bạn. Chiếc xe công mà gọi là siêu xe đó các bạn. Wow, chú bò dòm xuống các bạn ơi, chú bò dòm xuống coi mình xem đồ chơi kìa, thật là ghê quá đi. Tiếp tục nha. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Cái này có thể xây được không ta? Trộn bê tông có thể xây được nha các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là một chiếc xe có thể là xe gọi là cứu, xe cứu hộ nha các bạn. Có thể đưa lên đưa xuống được nè các bạn ơi. Wow, đây là những xe đặc biệt ở bên trong nè các bạn thấy không? Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc nè, rất là đẹp luôn.
Rồi tiếp tục là chiếc cuối cùng. Wow, một chiếc xe máy ủi thật là đẹp luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe này đi chơi nha. Wow, mình sẽ ra cát này chơi nha các bạn. Đó. Wow, đây nữa, cho chiếc công này ra nữa nha. Xe này chạy thật là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo là chiếc này nha. Cái này không có bánh chớn rồi các bạn ơi. Đó, ra đây hết luôn nha. Chạy đi. Rồi, xe chảo được các bạn. Sẽ cho xúc mấy chiếc này lên nha. Wow, rất là nhiều xe đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho mấy chiếc này cũng lộn các bạn ơi. Wow, sức ra luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bị sức ra luôn rồi các bạn. Wow, ở đây thử chạy nổi không nha. Oh, có rất là nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Oh, bây giờ mình thử mình lấy cái đầu thôi nha. Chạy rất là khỏe luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy lên cái này nha các bạn ơi. Wow, nó rớt xuống các bạn ơi. Giờ tiếp tục nha. Vô cỏ luôn rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha. Wow, cái đầu này chạy thật là nhanh luôn các bạn. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy chiếc này đi. Mình sẽ lấy chiếc này nha các bạn. Wow, rất là nhiều xe đồ chơi luôn.